Có thể thấy sức khỏe là rất quý, cho nên là nếu mà gặp những cái vấn đề về sức khỏe thì chúng ta cũng cần phải có những cái phương án xử lý và phản ứng nhanh. Và cái công tác về điều trị cũng như là cấp cứu cũng là một trong những công tác của ngành y tế rất được quan tâm đối với những cái trường hợp như vậy. Và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay của chúng ta kéo dài tới tận 5 ngày và các bệnh viện cũng đã xây dựng một kế hoạch túc trực 24/24 giờ, có những phương án để bố trí nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế để nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân trong kịp nghỉ lễ cũng như là kịp thời sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân. Chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Hồng Hạnh và Hữu Ngọc từ một số bệnh viện ở tại thành phố Hà Nội. Có người nhà đi cấp cứu ngay đúng dịp nghỉ lễ, thế nhưng ông Hoan vẫn thấy rất yên tâm vì đội ngũ y bác sĩ túc trực không khác những ngày bình thường. Lúc đó ban đầu là rất là chú đáo, cẩn thận, bác sĩ rất là bình tĩnh và đưa đón rất là cẩn thận. Là đơn vị tuyến cuối, để bảo đảm thông suốt công tác khám chữa bệnh dịp nghỉ lễ, Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí trực 24/24 giờ với 4 cấp trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực tại tất cả các khoa phòng. Riêng tại trung tâm cấp cứu A9, các vật tư y tế, dịch lọc, máy thở, dây thở máy, các thiết bị cấp cứu nâng cao đã chuẩn bị sớm từ 1 tháng trước. Bố trí nhân lực trực xuyên ngày nghỉ lễ đầy đủ, bao gồm cả những kíp trực tại khoa phòng và bệnh viện, và những kíp cấp cứu ngoại viện trong những tình huống mà có thảm họa xảy ra trong những cái dịp nghỉ lễ đó, chúng tôi đã có những chuẩn bị đầy đủ cho cả kíp cấp cứu ngoại viện. Và cả những cái trường hợp mà cần phải tăng cường cho cấp cứu nội viện, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng. Còn tại đơn nguyên cấp cứu khoa nội Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, những ngày nghỉ lễ, các nhân viên y tế vẫn túc trực để kịp thời thăm khám điều trị cho bệnh nhân. Tất cả được lên kế hoạch từ sớm, bảo đảm công tác khám chữa bệnh. Lượng khám trong giai đoạn này của chúng tôi cũng đang tăng cao, đặc biệt là những cái bệnh lý về đường hô hấp. Khu vực nội trú chúng tôi cũng tiếp nhận rất là nhiều bệnh nhân viêm phổi, thế rồi những bệnh lý mãn tính, ví dụ tiểu đường là bệnh nhân không kiểm soát được khi mà chế độ ăn không đảm bảo, cho nên là nhiều bệnh nhân cũng phải nhập viện. Thế còn trong trực thì những ngày thường trực gần đây thì chúng tôi vẫn có một lượng bệnh nhân khá đông đến khám ngoài giờ ban đêm hoặc là ngày nghỉ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nên đến cơ sở y tế kịp thời để bảo đảm sức khỏe. Có một số bệnh lý mà chúng ta phải đến cấp cứu ngay lập tức, đặc biệt là những cái bệnh lý mà liên quan đến nguy cơ đột quỵ của các bệnh lý tim mạch, ví dụ đột quỵ não, đột quỵ tim, hoặc là bệnh nhân có những cái cơn cao huyết áp. Thời tiết nắng nóng như này, bệnh nhân có thể đang dùng thuốc nhưng mà không kiểm soát được huyết áp thì vẫn phải đến, hoặc là những cái bệnh lý, đặc biệt là hiện nay cái bệnh lý đường hô hấp rất là nhiều. Những bệnh nhân mà bị viêm phổi chẳng hạn thì gần như các triệu chứng nó không rõ ràng, chỉ có sốt thôi. Cho nên là sốt 1-2 ngày mà nếu triệu chứng không cải thiện thì bệnh nhân phải đến sớm để chúng ta có thể thăm khám, làm các cái kỹ thuật xét nghiệm để chẩn đoán sớm, điều trị sớm. Trước đó, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Các bệnh viện đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết.